tất cả mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị và bạn tham khảo một mẫu xe phân khúc hạng C Hyundai Elantra có sản xuất là 2017, trắng như ngọc trinh anh chị nhé. Dạ vâng, ở con Hyundai Elantra đây ạ, có một bên đèn pha cực kỳ là độc đáo nhé quý vị nhá. Đây ạ, giải đèn LED ban ngày này đó, và cụm đèn bi pha và đèn bi gầm cực kỳ là độc đáo. Và đây theo em đánh giá, đây là một cụm đèn hậu cực kỳ là đẹp và độc đáo của dòng Hyundai Elantra với bao khoang riêng biệt đó. Tiếp theo em sẽ giới thiệu chị phần cốp của chiếc xe này cực kỳ là rộng rãi như chị nhá. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu cho anh chị cái phần mà anh chị quan tâm nhất nhá, đây là phần vinh bấm nhá. Em cam kết tuyệt đối là máy số zin và keo chỉ đinh bấm không mất một phân nào luôn. Đây đây phần keo chỉ đấy ạ. Đó đây phần keo chỉ nhá chị nhá. Hoàn toàn cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và ngay bây giờ em sẽ giới thiệu cho chị toàn bộ phần nội thất của chiếc xe này. Đây là củ số này, gồm 6 cấp. Đó, cực kỳ là đẹp nha chị nhá. Đây là phần màn hình. Màn hình cỡ lớn rồi. Đây phần vô lăng cực kỳ là chất luôn. Đó. Và các cái nút điều chỉnh trên vô lăng cực kỳ là mới và đẹp luôn anh chị nhá. Và tiếp theo em giới thiệu cho chị toàn bộ phần khoang động cơ của chiếc xe này nhá. Đây ạ, máy số của xe thì lổ cực kỳ là êm luôn. Anh chị có thể nghe tiếng xe lổ rất là êm, không bị rung lắc nhá. Hoàn toàn không rung lắc. Và có con ốc này này, anh chị nhìn thật kỹ cái phần ốc này, hoàn toàn không bị cá lê bỏ lết động chạm vào luôn. Cực kỳ là zin nhá, em cam kết tuyệt đối anh chị là máy số zin, keo chỉ cột kèo không mất một phân nào. Giờ đây là một mẫu xe Hyundai Elantra, và bên em Thảo đang chào bán là 405 triệu đồng. Hãy alo cho em Thảo xinh gái nhé.